Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn tới anh em Vinh Nghi đã donate cho kênh qua hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Cùng với đó, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Đinh Lâm Vũ, anh em Thiên 7624, anh em Phạm Xuân Minh, anh em Huy Hoàng, anh em Bảo England, anh em Đặng Minh Trung, anh em Phạm Tuấn Minh, anh em Hải Anh và cuối cùng là anh em Khinh Vũ. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Anh em thân mến, cái clip ngày hôm nay tôi làm như một cái món quà tri ân gửi tới anh em Trung Trinh. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới anh em Trung Trinh đã đăng ký hội viên trong suốt một năm vừa qua ở trên kênh Game Today. Cảm ơn anh em Trung Trinh rất là nhiều. Nhờ có anh em Trung Trinh cũng như các anh em hội viên khác mà tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định, tạo cho tôi cái niềm vui duy trì cái việc sản xuất video phục vụ anh em mỗi ngày. Và sau đây là comment của anh em Trung Trinh. Hai anh Tuấn Cơm, em rất thích con Squire. Mong anh hướng dẫn cách sử dụng con tướng này cũng như trong những cái trường hợp nào thì cần đến nó ạ. Ok em nhá, hôm nay tôi sẽ nói nhiều về cái con Squire. Và hôm nay tôi cũng chọn một cái trận đấu ấy, mà trong cái trận đấu nó có cái con tướng Squire ở trong truyền thuyết, để tôi có thể mua được cái con tướng đó vào trong cái đội hình và có thể chơi. Đấy, sau đó là tôi sẽ giải thích cho anh em khi nào thì cần dùng cái con tướng này. Trong cái trận đấu này những cái món đồ khá nhiều đồ bắn trưởng anh em ạ. Đấy, và tôi có hai cái con Flame Wizard đầu game. Nên chắc là chúng ta sẽ chơi mết thôi. Ở đây chúng ta có hai cặp rồi. Và hai cặp này nó đều có thể là phát triển nếu để chơi bộ mết được. Flame thì đương nhiên là trong cái bộ mết rồi. Cái con Skybreaker cũng rất là ok. Có thể kết hợp với mết được. Gây ra sát thương phép. Rồi, tôi sẽ chốt trước những cái món đồ ở trong cái bộ mét thôi. Nói chung là đợt này nó cũng có một cái hơi khó khi mà làm content mà có những cái con 5 đô anh em ạ. Đó chính là cái việc là những cái con 5 đô nó phụ thuộc vào cái truyền thuyết. Nếu vào những cái trận đấu mà không có cái con đó thì tôi cũng sẽ không thể làm được. Thế là chúng ta sẽ phải kiếm cái trận đấu mà có truyền thuyết 5 đô. Ui đúng rồi anh em ơi. Đây rồi. 3 mét này. Mà rao này chắc bán đi up cấp rồi. Ok chắc là dồn đồ cho Thunder. Bài này vẫn chưa có 2 sao nên cũng chưa mạnh đâu anh em ạ. Chưa hề mạnh thế nào. Đấy. Thằng này chắc vẫn ăn được. Ok ok ok. Rồi. Bây giờ Flame lên được 2 thì là yên tâm. Flame lên được 2 tôi sẽ dồn đồ cho Flame. Ui đây rồi. Lại còn thêm cả Human này. Được quá nhở. Khỏe đấy. Tạm ổn. Câu thêm tí gấu không? Câu gấu thì phải bán đi à? Bán luôn gì? Tôi nghĩ là tôi sẽ không bán đâu. Bài này chúng ta có thể chơi mét 6 mét sớm được. Hoặc là chúng ta có thể chơi mét Human. Đánh ở level 12 đấy. Từ từ đã để xem chơi gì. Cái vấn đề là phải ra được Human sớm. Bây giờ ra được 3 Human rồi. Nhưng mà ra già sớm để ra Dragon Clay sớm thì mới chơi được Human, còn không thì thôi, bỏ. Bỏ chuyển sang chiến mết thôi. Chiến mết thuần nó chơi level 10 11 là được rồi. Không tham 12 làm gì cả. Thằng này vẫn ăn được rồi. Cái con Squire thì tôi cũng xin được nói qua một chút nha anh em nhá. Cái con Squire ấy nó là một cái con tướng 5 đô. Nhưng mà nó lại không phải là một cái con tướng co anh em ạ. Nó rất khó có thể làm co. Bởi vì cái con đấy nó gây đam nó không được nhiều. Chủ yếu là nó là một cái con tướng support. Hoặc là đánh theo cái vai trò đó là nó dạng kiểu counter. Dạng là một con tướng counter. Đấy. Chủ yếu là counter. Thì nó counter như nào? Thì thực ra ấy, cái con này ở cứ mỗi một cái đội hình khác nhau nó sẽ có một cái skill khác nhau. Đấy chính là cái khả năng counter của nó.
khi mà gặp một cái đối thủ ở đấy thì nó sẽ có những cái skill counter trực tiếp vào cái đối thủ đó. Lấy ví dụ như là bộ Warrior thì nó sẽ là gọi ra con trừ giáp để giảm giáp bộ Warrior, khiến cho Warrior rất là mỏng và phản đam ít. Đấy, thì nó counter kiểu thế. Ua thôi, tao lại thua này. Mạnh quá nhờ. Hay có Hunter nó khỏe. Ui, God Blind lên 2 sao luôn chứ. Ui vãi đái, thì được thì cho con này vào thôi. Làm tăng cơ anh em ạ. Dã man. Chơi cái gì? God Warlock à? Chuyện này chơi God Warlock cũng được nha. Nếu mà cho con ác mộng sớm ở trong bảng truyền thuyết thì rất là ok luôn. Chúng ta có Zerg, chúng ta có con Dark Spirit. Rất là ok nếu mà chơi God Warlock. God Warlock thì đang là meta nha anh em nhá. Cái bộ này rất mạnh ở trong meta này đấy. Rất khó counter luôn. Có những cái trận đấu mà đối thủ kẹp 2 Doom rồi mà tôi vẫn không có Sinye mà. Tôi vẫn ăn top 1 luôn. Kẹp không phải 2 Doom mà là 3 Doom. 3 con Doom 2 sao. Bởi vì kẹp với cả mèo nữa. Đấy. Anh em đã xem cái trận đấy chưa? Trận đấy là gặp Mr. D ấy. Mr. D chơi hẳn 3 Doom luôn mà rồi cuối cùng là vẫn không ăn tôi. Thôi. Anh em ạ. Có lẽ là trả chơi đã. Không phải chơi nó kiểu nó bắt lạt người chơi ấy. Cái bộ này vốn dĩ nó đã mạnh rồi, xong rồi lại tôi chơi nữa thì thực sự là nó chả còn gì mà nói cả. Cái bộ God Warlock cho vào một cái người mà không biết chơi, người ta cũng đã có thể là chơi được vô địch rất là dễ rồi. Đấy, còn bây giờ tôi chơi nữa thì bây giờ nó lại thành nó không ra gì. Kiểu như là bắt lạt người chơi với cả là gì, cố tình spam cái bộ này để làm content thì thôi nha anh em nhá. Chơi nhiều nó cũng chán anh em ạ. Thay đổi đi. Cho người khác chơi. Xong rồi tí nữa mình hàng phục sau cũng được anh em nhỉ. Ok. Rồi đao này chúng ta có thể tận dụng để kiếm tí công nghệ mech này. Vừa có công nghệ mech chúng ta lại vừa có như là sách luôn. Đao này luôn. Trận này tôi sẽ tận dụng cái con God Apply 2 sao anh em nhá. Chắc là tôi sẽ chơi God Mate đấy. God Mate cũng được anh em ạ. God Mate cũng được. Cho Mate thì cho God thì chơi God Mate luôn. Trận này có rớt là có thể chơi được ạ. Quên mất chúng ta vẫn đang nói dở với con Squire. Thì cái con tướng đó ấy, nó là con counter vào các đội hình. Nhưng mà tuy nhiên ấy, nó lại không phải là đội hình nào nó cũng counter. Nó không phải đội hình nào nó cũng counter triệt để đâu. Ui lại ra thêm một con Agali này. Roll phát xem nào. Ây da. Thôi bán mech đi vậy. Làm một round thôi. Gấu này. Cho con này vào cho nó mạnh. Ok thế thôi. Rồi lấy trượng phép tiếp. Tôi nghĩ là lấy trượng phép rồi. Chúng ta không có chơi God Warlock này. Chúng ta không ghép cái trượng. À cái tẩu. Không cần. Anh em nhá. Dồn đồ gây đam thôi. Bắn một phát chết luôn là ngon nhất. Ui quên không để ý đấy. Không tính. Biết được cái thằng này rao này eco à, tôi có khi là tôi lại tận dụng thêm một quả mech nữa. Chuyện này có thấy có khá nhiều người chơi mết đấy nhá. Bây giờ mới ra ngựa. Ra hơi muộn rồi anh em ạ. Rồi up cấp lên. Tôi không mua con ngựa đâu. Human này ra hơi muộn rồi. Tôi chỉ cần 3 human thôi. Sau đó thì chúng ta có sách chúng ta dùng hết. Đẩy cấp lên cấp 9, cấp 10 sớm. Kiếm 5 đô. Ở trong cái trận đấu này thì có con rớt là ngon đấy. Chơi mết thì ra rớt là ngon. Ok.
Hy vọng là gặp cái thằng có chuỗi sớm, đừng để nó to quá. Nó có chuỗi là nó sẽ có tiền và nó sẽ rất to. Hy vọng là tôi sẽ gặp nó sớm để tôi cắt chuỗi của nó trước khi quá to, không thể cắt được thì chết. Silent Dragon này. Ở đây là chúng ta có thể bỏ vào cái bộ gót được rồi đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là để cái này vẫn khỏe hơn. Cũng chả cần gót đâu, chả cần gót đâu. Với cả thắng thì chúng ta có thêm sách thì cũng ngon. Tôi trở lại, tôi cũng muốn đẩy cấp sớm để kiếm con Squire anh em ạ, để tôi có thể nói được nhiều hơn về cái con Squire này. Đấy, vừa nãy tôi có nói là con Squire ấy, nó không phải là đội hình nào nó cũng counter triệt để đâu. Có những cái đội hình mà cái skill của nó rất là phế. Ui, gặp vào này luôn này. Ăn được không? Greater súng anh em ạ. To đấy, kẹp toàn mấy cái con đẻ và chắc tôi thua rồi. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Khó. Ơ được không? Ui, có khi được đấy anh em ạ. Ui giời, ngon quá. Hay. Cắt được cái chuỗi cộng 8 á. Được đấy nhờ. Ngon. Rồi. Ví dụ như là chúng ta gặp cái bộ Greater vừa nãy mà chúng ta xài con Squire thì nó không có tơ mấy đâu anh em ạ. Gặp nó sẽ là tăng tốc, cái trưởng tăng tốc. Còn nếu mà gặp Beat thì nó sẽ là cái trưởng giảm tốc của đối thủ. Thì mấy cái trưởng đấy thực ra là nó không mạnh lắm, không counter và triệt để lắm. Còn nếu mà anh em gặp Warrior này, hay là gặp Clyde đấy, hay là gặp gì nữa nhờ, gặp Mage, thì những cái bộ đấy là rất sợ. Sợ cái con Squire. Ngày trước là có cái bộ Exit cũ ấy, cũng rất là sợ, bị lốc lên rất là sợ. Cái trạng thái bất tử ấy, cái trạng thái mà zombie mà bị lốc lên ấy, là sau khi mà cái lốc nó rơi xuống là cũng là vừa đủ cái thời gian để mà kết thúc, kết liễu cái con zombie đó. Nên là nó ngày trước nó counter khá nhiều vào cái bộ Exit. Đấy, vậy là Exit này, Warrior và Clyde. Thêm cả Feather nữa. Feather thì trưởng nó cũng giống như là Clyde, tức là Thái Dương hạ san. Bắn một cái luồng sét xuống phía dưới đấy. Cái luồng sét đấy nó sẽ gây ra cái đam, nó gọi là đam chuẩn, sát thương chuẩn, và nó là đam AOE rất là mạnh. Thì cái bộ đó nó counter khá là khỏe. Đó, còn những cái bộ như là bộ Mech này, bộ Warlock này, bộ Greater hay là bộ Shaman, là những cái bộ mà chúng ta có một con Squire nó không giải quyết được nhiều vấn đề. Thế là anh em lựa chọn những cái đội hình nó phù hợp với con Squire thôi, để counter thôi. Đó. Đội hình này của tôi là tương đối khỏe rồi đấy. Bây giờ chỉ cần Thunder lên được 2 sao thôi, nó yên tâm. Úi dồi, ra già mới có trứng này. Mà có đập trứng con Thunder không? Hay là để cái quả trứng cho con già nhỉ? Rao này chúng ta bỏ 6 mét vào đó. 6 mét thiếu một con này. Liên 8 mới đủ slot. Ok. Chà, tôi vẫn sẽ giữ con gấu và cái con Agali Clyde làm tăng cơ anh em ạ. Đang hơi thiếu. Thôi cứ từ từ đã. Tôi nghĩ là quả trứng tôi sẽ để cho con già thay vì con Thunder. Bây giờ già ra một con rồi, thiếu một con rồi. Chúng ta lên được level 8 rồi, cái tỷ lệ ra già nó cũng rất là cao. 20% như không ít đâu anh em ạ. Ui già bị hack cái kia, chán nhỉ. Ok, vẫn ăn được thôi. Lấy cái dây chuyền này đi, chống bị hack. Ok, tôi nghĩ là bây giờ thì chúng ta có thể là chúng ta giữ nguyên cái đội hình này cũng được anh em ạ, nó tương đối mạnh rồi. Liều một chút đi. Chúng ta liều một chút nha anh em nhá.
cũng chưa cần phải roll nào. Tôi nghĩ là cái đội hình này nó cũng tương đối mạnh. Cái hàng phía trên nó khá là dày, tăng cơ trên đủ để con già nó có thể lướt được 2 lần đấy. Con già 1 sao lướt được 2 lần cũng tương đối mạnh nhá, không yếu đâu. Vì cái con này nó có đồ nó huyết trượng là 10 stack rồi. Lượng đam bây giờ tôi nghĩ là đủ. Chỉ có là cái phía trên, cái hàng phía trên nó có đủ tăng không thôi. Nhưng cái hàng phía trên nó cũng khá là dày. Gấu này là gọi thêm con gấu đệ nữa, cũng rất to luôn. Rồi, gặp ngay lần cơ lai xả tiền cắt chuỗi tôi này. Ăn nổi không? Nó cũng có con già. Ui, ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được. Flame vẫn sống cơ mà. Rồi. Bây giờ tôi tiết kiệm sách anh em nhá. Có thể tôi sẽ chơi ở level 11 đấy. Trận này có thể tôi sẽ chơi ở level 11. Lên được 11 thì chúng ta sẽ kẹp được thêm nhiều thứ hơn. Và trận này có rớt thì chúng ta chỉ cần đánh ở level 9 là đủ bộ rồi. 6 mét kết hợp với cả 4 gót là đánh ở level 9 thôi. Đấy, lên 10, 11 thì chúng ta có thêm 2 slot. Thì tôi nghĩ là kẹp Squire với cả kẹp Doom. À, ok. Trong cái trường hợp mà trận đấu này có God Warlock và chúng ta kẹp Doom vào nó chơi. À đây rồi. Vậy là trận này có Sasori này. Có Sasori này. Ui, nó lướt cho phát chết. Già quẹt cho phát chết hết luôn. Linh hồn lửa này. Linh hồn lửa này cũng chơi được nhá. Mua tí lửa thay. Bây giờ chúng ta lên 11 thì chúng ta thay vào mấy cái con human thôi. Để cho già nó tung trưởng liên tục. Hoặc là trận này có thể chơi 9m. 9m kết hợp với cả 4 gót đánh ở level 11 à? Đúng không? 9m 4 gót đánh ở level 12. 12 mới đủ. Nếu mà ở 11 sẽ là 9m kết hợp với 2 gót thôi. 2 gót. 9m 2 gót thì đánh ở level 10 là đủ rồi chứ nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. Ờ thì 11 là đủ đấy. 11 là đủ 9m 4 gót đấy. Ui, gấu lướt đau thế. Lướt đau thế. Nhưng mà tôi vẫn giữ chuỗi. Con già không bị chết quả vừa rồi. May quả vừa rồi có cái dây chuyền kháng đấy. Cái dây chuyền kháng nó giúp giảm sát thương phép. Đấy, chúng ta vẫn để sống được. Ngon. Trận này có God Warlock nha. Trận này có God Warlock. Trận này ngoài ra có thằng chơi 9m 5 rồng giống như là tôi vậy. Ok. Hiện tại là chúng ta cần là 3 quyển sách nữa. Thực ra là chỉ cần 2 thôi. Round này là thắng là chắc chắn là chúng ta có sách rồi. 11 quyển sách là có thể lên được level 11. Đấy, nếu mà chúng ta đánh khéo. Trận này có God Warlock là tôi sẽ dành một cái slot cho Doom. Cái bộ Warlock thì Squire nó cũng không có tác dụng gì đâu anh em nhá. Squire cái gặp bộ Warlock thì nó sẽ tăng cái tốc độ đánh của đồng đội lên. Còn Squire nó sẽ bắp vào đồng đội một cái chiêu để cho tăng tốc độ đánh. Lấy luôn cái BKB đi, trận này khá nhiều mét. Trang này up cấp lên nhỉ? Up cấp lên thì cho 2 gót vào. Bỏ con gấu ra nhá. Bỏ gấu á. Trang này chắc là bỏ một con Spirit ra. Đó, roll nó. Ui, đây rồi. Squire này. Ui, lại trứng này. Chưa, roll không kịp rồi. Chán thế nhở. Không kịp rồi. Nhập thằng này không biết có mất chuỗi không này.
Nó BKB đầy đủ rồi đấy. Ăn được không? Ui anh em ơi, vẫn ăn được, vẫn ăn được, vẫn ăn được. Ngon. Rồi. Hay quá, may đấy, may đấy. Ra này phải xả tiền thôi. Xả tiếp. Xả linh, được, con này được. Ui, rồng 5 đô này, được. Chưa tôi hết tiền rồi, luôn ra cái con nào 2 sao hộ cái nào. Lại Doom. Thôi chết rồi. Đen thế nhờ, không lên được con nào 2 sao cả anh em ạ. Thôi đọc trứng con Thunder đã này. Ok. Ui bỏ nào đi đây. Mày quá nó bỏ ra con God anh em ạ. Được được. Nhưng mà trận này gặp cái con ác mộng. Trời ạ, thế thua rồi. Nó lại còn bắt được cái con Thunder của tôi nữa chứ. Đen thật đấy. Cay nhờ. Ui rồi ôi, mất chuỗi thằng God Warlock ạ. Cay thật sự luôn. Đen thế chứ lị. Mất chuỗi đúng vào cái thằng God Warlock luôn. Bỏ ra như này đi. Ok. Ở level 9 ấy, chúng ta có là 4 God kết hợp với cả 6 mét rồi này. Thực ra nếu mà ra rớt thì là chỉ cần đánh ở level 8. Về level 11 sẽ là 4 God kết hợp với cả 9 mét đấy. Nếu chơi được đấy. 4 God 9 mét ở level 11. Dồn đồ cho già và Thunder. Đóng băng liên tục đối thủ luôn. Ok. Ui thằng này ăn được không? May trong trận đấu có một cái thằng như này đấy nhá. Được. Cái thằng này nó sẽ giúp tôi đấm cái thằng Sasori. Hay. Greater anh em ạ. Tí nữa Greater sẽ đấm hộ cái thằng Sasori. Ui thế là chúng ta chỉ còn một round thắng nữa là chúng ta có 12 quyển sách rồi này. Thế chắc chắn lên được level 11 rồi. Ngon. Bây giờ trận này sẽ kẹp Doom, kẹp Squire. Thôi chơi 6m thôi anh em ạ, không phải chơi 9m làm gì cả. Cứ không lên được 12 đâu nhá. Đây là kẹp với cả Squire để counter. Counter mết này, có mết này là Squire nó có cái trưởng bão mà bão điện tử ấy mà nó giúp chúng ta hút mana của đối thủ, không cho đối thủ bắn trưởng. Rất là ngon. Vừa nãy tôi còn quên mất đấy, là tôi bây giờ tôi mới nhớ ra là vừa nãy tôi quên. Cái con Squire này nó còn khá là counter vào cái bộ Assassin và bộ Hunter đấy. Nó cấm đánh. Đấy, gặp cái bọn Assassin Hunter không đánh được. Qua con Squire này nó sẽ có một cái chiêu không cho đối thủ đánh. Rất là ngon. Rồi, chắc chắn là thằng God kia là tôi sẽ phải kẹp Doom. Có God là sẽ phải kẹp Doom. Trận này nói chung là cái giai đoạn khởi đầu thì cũng ngon nhưng mà giữa game roll nó không ra bài anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ đẩy lên 10 đó. Đẩy lên 10 sớm rồi lên 11. Round chúng ta đây có 12 quyển sách rồi. Round 27 chúng ta lên level 11 là vừa. Hoặc là 29. 29 lên thì cũng vẫn ok đấy. Tích tiền một chút cũng được. Tùy xem là thế trận nó thế nào đã. Nếu mà bây giờ ra con già 2 sớm thì chắc là tôi cũng nghĩ là cũng chả cần. Thunder giờ là gánh được rồi. Nhìn được thôi chứ 93 máu chúng ta đang giữ máu khá tốt đấy nhá. Lại trượng ma pháp à? Hơi nhiều. Thôi không có gì, lấy cái dây chuyền kháng á. Ui ra rớt này. Ngon. Thế thì ngon quá rồi. À mà như này là đủ tiền lên 11 rồi đấy anh em ạ. Có khi lên luôn nhỉ. Lên luôn kẹp thêm Doom, kẹp thêm Squire vào đi. Đủ tiền lên 11 rồi. Ok. Thậm chí còn thừa sách cái này. Thừa sách chúng ta có thể có lên được 12 không? Đấy, lên được thì lên thôi. Biết đâu ấy lên được 12 nhỉ.
Rồi lên được 11 thì chúng ta kẹp thêm Doom với kẹp thêm Squire vào đó. Thêm con rồng này nữa. Đó, ok rồi đấy. Đang thừa 1 mét, đang thừa 1 mét. Nếu mà thừa thì có thể chúng ta sẽ bỏ con The Saw. Tí nữa thì có thể là chúng ta sẽ kẹp thêm một con Storm Shaman cũng ngon anh em ạ. Storm Shaman kết hợp hai Shaman vào. Có thêm một cái hack free 6 giây. Nó sẽ ưu tiên hack vào những cái con co đánh tay của đối thủ. Cũng rất là ngon. Rồi. Đấy, Goblin thì cái con Squire này nó cũng sẽ là gọi đệ. Gọi đệ trừ giáp thôi. Những cái con mà giáp to thường nó sẽ là cái chiêu gọi đệ trừ giáp. Tôi đang kiếm xem là có thêm cái món đồ mana nào cho thêm con Doom nhưng mà không có. Thêm mana để có thể là tung trưởng sớm. Đồ này chắc là tôi tí nữa tôi sẽ dồn cho con rớt thôi anh em ạ. Rớt lên được 2 sao, ở đây có một quả trứng rồi. Trứng này chắc là bây giờ lại ưu tiên đập cho rớt. Chỉ còn thôi, chắc là cũng không đập cho giả nữa đâu. Bây giờ cái con Thunder tôi cũng đủ gánh rồi. Ok, đây con Warlock này. Con Warlock đánh ở level 10 rồi đấy. Nhưng mà bạn ơi, nhưng mà bạn ơi, ui rồi ôi, đi luôn anh em ạ. Có Thunder nó xẻ quạt phát bay mẹ hết màu luôn. Quá khỏe luôn. Thậm chí là con Doom của tôi nó còn chưa kịp phát huy tác dụng thì nó đã bay màu rồi. Rất là mạnh đấy, không yếu đâu. Trưởng nó xả cực kỳ mạnh luôn. Cái bộ God Warlock ấy là sợ nhất là sốc đam mà. Bộ này nó sốc đam mạnh. Dồn toàn bộ những cái lượng đam đến từ cái con Thunder này là nó dồn cực kỳ mạnh luôn. Đấy. Nó xòe một phát là gần như là hết tất cả bàn cờ. Trừ những cái con đứng ở trong góc rồi, ở hai góc rồi. Trận này lại còn có cái thằng Sazori cũng là chơi God nhưng mà tôi thấy cái thằng Greater nó đã kẹp vào cả Grim, kẹp vào cả Doom rồi. Có vẻ như thằng Greater nó có một cái mối thù gì đấy mà cực kỳ sâu đậm với cả cái thằng chơi Sasori anh em ạ. Dã man. Đã chơi Greater counter rồi nó lại còn kẹp cả Doom. Nó còn kẹp cả coi như là Grim mà nữa thì đỡ làm sao được. Thằng đấy chắc là cũng bay màu sớm thôi anh em ạ. Ok. Ui đẩy nhố này. 16 máu luôn mà. Ui rất hay. Hay quá. Rồi dồn đồ cho rớt rồi anh em. Ngon rồi. Được chưa? Ok chưa? Trận này cũng có một cái thằng mết cũng đang khá là khỏe đấy nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ bị thằng Clive đấm chết rồi. Clive vẫn sống. Một round gặp Clive thằng ấy đi ấy mà. Trận này khả năng là sẽ gặp cái thằng Greater late game đấy anh em ạ. Thằng Greater có nó còn nhiều máu. Rồi, gặp thằng mết này. Ui, thằng này 9 mét anh em ạ. Đấy, 9 mét. Anh em nhìn này, anh em nhìn này. Đấy, con Squire của tôi. Anh em thấy chưa? Nó bắn liên tục là hút mana đối thủ không tung được trưởng. Đấy, cái sức mạnh của con Squire ấy, nó counter ở bộ mết. Rồi, xong rồi. Tầm này chắc lốt cái round tôi nghĩ là sẽ không cần chơi Doom đâu. Chỉ cần là cái thằng mết nó chết thôi là chúng ta bỏ con Doom thôi mà. Đồ ngon đấy. Mà chưa có cái đồ kiểu chấn phái ở trong cái bộ này. Huyết trượng cũng chưa có. Chúng ta đợi ra 30 chúng ta lấy cái huyết trượng anh em nhé. Trong này có huyết trượng ngon này. Chính ra nếu mà dồn đồ cho rớt này thì cái RO cũng là một cái món đồ mà cần đấy.
chưa có cái RO. Vào giữa rớt giật hai lần. Clyde đi rồi. Thế thằng nào giết được cái thằng 9m này à? Nếu mà Clyde đi rồi chắc chỉ có mỗi tôi đánh cái thằng 9m là đó. Sasori đi rồi, Clyde đi rồi. Trừ khi là mấy cái thằng kia nó kẹp 4 cá vào để nó đấm cái thằng 9m. Nhưng mà chắc là tôi nghĩ là tôi cũng sẽ ăn ở đó. Tí nữa tôi có thể tôi kẹp thêm cả con Storm Shaman vào tôi counter. Storm Shaman xong rồi combo với cả con Squire nữa. Vừa trong Static Storm. Đấy, Silent đối thủ. Đây rồi, huyết trượng đây rồi. Vừa Silent đối thủ lại vừa gì, vừa hút mana. Làm cho đối thủ không thể tung được trưởng. Ok. Rồi, kiếm. Ui, Doom 2 luôn này, ngon. Kiếm con già 2 cái nào, hơi lâu á. Ui, ra rớt này. Rớt 3 chăng? Được không? Không được đâu anh em. Đây là tôi ôm con rớt để tôi không cho nó lên rớt 2 thôi anh em ạ. Cái thằng kia nó cũng đang kiếm con rớt 2. Ôm con rớt vào. Để cái con Squire khéo khéo một tí, không là nó vào phát nó chết luôn thì là chúng ta không counter đâu. Để tốt nhất là để ở cái chỗ góc cho là an toàn. Rồi thằng này thì vô tư. Phải kẹp 4 cá này. Nhưng mà 4 cá thì cũng thế thôi. Làm gì có đam mà đánh đâu. Rồi đi rồi. Ui rồi ôi. Cái thằng mết nó cũng bị chết bởi thằng Gator kìa. Ui, Dieter khỏe đấy nhở. Điêu thật. Ok, nhưng mà Dieter khỏe đâu thì khỏe thôi. Chứ còn gặp cái bộ này của tôi thì cũng xuống hố thôi anh em ạ. Mặc dù không phải 5 dòng ấy, nhưng mà nó giật thì thốn lắm. Bây giờ con Doom này nó không có cái tác dụng mấy nhở. Nhưng mà bây giờ chưa con nào thay thế anh em ạ. Thôi Doom 2 thì cứ cho chơi đó. Hiện tại chưa có con thay thế cho con Doom. Ok. Rồi, rớt, rớt. Đúng rồi, ui dồi ui anh em nhìn kìa. Thế thì đỡ làm sao được. Con rớt giật một phát thôi mà 10k đam luôn. Lượng đam chủ yếu đến từ con rớt và con Thunder anh em ạ. Hay quá nhở. Nói chung là Greater cái tầm này đuối rồi. Không ăn được rồi. Không biết là có chuyển không. Chứ còn con rớt của tôi bây giờ nó thế giới lắm rồi. Ủa nó cũng có khá là nhiều đồ đấy. Đồ kháng ấy. Nhưng mà nếu mà nó cứ đứng tụm như này thì chắc chắn là nó sẽ toi đời thôi anh em ạ. Nó cứ đứng tụm này. À đây rồi, nó tách đội hình ra rồi đây này. Ok bạn ơi. Không sao hết. Con rớt là cứ tung một trưởng là thắng thôi anh em ạ. Ui rồi rớt lổ được hai phát. Bay màu gần hết rồi. 20k đam luôn anh em ạ. Dã man. Rồi nói chung là trận này đối thủ chắc là cũng đi sớm thôi. Không có cách nào hết rồi. Không còn cái cách nào hết. Chắc chắn là sẽ thua. Ok bạn ơi, bạn đứng như thế gì? Đấy, tôi đứng ở giữa. Thằng này nó chuyển đội hình, nó phải kéo toàn bộ đội hình mà. Chơi Greater này nó có một cái là nó bị như thế. À ua, cho thêm Doom vào. Cho thêm Doom vào gì? Định Doom con rớt của tôi đây mà. Nhưng mà làm sao nó có thể tung trưởng sớm trước tôi được? Cái đấy nó là điều vô lý. Không thể nào mà tung trưởng trước của tôi. Rớt của tôi giật. Ôi mà giật trượt à. Sao có 6k đam ấy kìa. Nhưng mà vẫn ăn anh em ạ. Vẫn ăn thôi. Ui ui anh em nhìn này. Dã man. Giật đau lắm.
con rớt quả vừa rồi giật trượt nhiều ấy nhở, hai lần giật mà có 16 ca đam. Nhưng mà thôi không sao, nói chung là cái bộ Gladiator giờ nó đuối rồi, không chơi được đâu anh em. Gladiator mà đánh lết game thì làm sao mà đánh được. Để xem là đối thủ nó có chuyển sang, ví dụ như là nó đang có sẵn con cá ấy, nó đang có sẵn con Medusa, nó có thể chuyển sang nó kẹp cá vào, kẹp 6 cá chẳng hạn. Thực ra kiếm chơi 6 cá nó cũng chỉ cần thêm một con Wizard nữa thôi mà. Hai con Wizard nữa được, chuyển rất là dễ. Có sẵn cái form đấy rồi chơi 6 cá phất. Để xem là 6 cá phất có ăn được cái bộ này không. Tôi nghĩ là cũng không ăn được đâu. 6 cá có khi còn mất nhiều máu hơn ấy. Đây nó không phải là bộ 9m anh em ạ. 9m thì chơi 6 cá cao tơ được, nhưng mà cái đây nó không phải 9m. Bộ này nó là bộ gót. Bộ gót thì nó tung trưởng nó liên tục luôn mà. Sợ gì cái kháng phép đâu. Đấy rồi, Storm Shaman 2 sao này. Ok. Ui, full 2 sao à. Được, thôi, bán luôn cái con bom mà chả cần. Thiếu có mỗi con rồng 5 đô đó, lên lốt. Không được. Đấy, để xem là bạn có ăn nổi không. Không chuyển thì còn lâu mới ăn được. Chơi Gladiator còn lâu mới ăn được. Nói cho nhanh. Ăn cái kiểu gì. Ok bạn ơi. Úp lồng sai rồi bạn ơi. Ok. Ok. Ủa tôi chết rồi. Nó ăn được đấy. Cái con Squire ấy, nó gặp bộ Gladiator này nó phế thật sự luôn. Squire gặp Gladiator này nó là hút mana chứ. Ờ vãi đái. Hút mana bộ Gladiator ạ. Điêu thật. Cái ra vừa rồi là tôi để cái vị trí con rớt này nó hơi sai anh em ạ. Từ từ nhá. Hay là dồn đồ cho già. Dồn đồ cho già nhá. Đứng ở xa bắn ấy. Tôi nghĩ con già ngon hơn con rớt đấy. Này đi. Ok không? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa bạn ơi? Úi dồi, úi dồi, úi dồi ơi. Con già là phọt phát chết hết toàn bộ đội hình luôn. Sai lầm chết người của đối thủ. Round cuối nó không để Gladiator nó chuyển sang là 6 cá phách. Xong nó bay màu. Dã man. Tôi nói rồi, 6 cá phách không ăn được đâu. 6 cá phách thua ngay. Gladiator không bị khống chế có cửa chứ. 6 cá phách nó chỉ là giảm cái sức mạnh tấn công, cái sức mạnh đam ma pháp thôi mà. Nhưng mà cái bọn này nó tung trưởng liên tục, nó sợ gì đâu. Chuyển sang còn bị thua nhiều hơn. Ok, rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em thể chọn clip bên trái. Tôi lại gặp anti fan và bị chửi rất là thậm tệ anh em ạ. Một cái trận đấu cực kỳ hay luôn. Siêu phẩm lật kéo anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem series bộ 3 chiến binh cuối cùng anh em nhá. Cực kỳ hay và hấp dẫn, anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!